Xin chào quý vị và các bạn, không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch ra phía đông. Tuy nhiên, dòng xiết gió Tây trên cao vẫn còn duy trì, nên trong ngày mai trời có mưa rào và dông rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất ngày là từ 11 đến 15 độ. Từ ngày 30 tháng 1, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng ấm dần lên, nắng xuất hiện trở lại. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên từ 3 đến 4 độ, phổ biến là từ 18 cho đến 22 độ. Với khu vực Trung Bộ trong 3 ngày tới, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần lên. Tại các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mức nhiệt cao nhất 2 ngày 30 và 31 tháng 1 là 20 cho tới 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nền nhiệt độ cao hơn từ 1 đến 3 độ. Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định có thời tiết khá ổn định, mưa rào diện rải rác, tập trung chủ yếu ở ven biển, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định. Các nơi khác, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, ban ngày trời nắng, nên nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất trong khoảng là từ 26 cho tới 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn đặc trưng mùa khô nên phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Riêng khu vực Tây Nguyên do địa hình đồi núi cao, trời ở ngưỡng rét về đêm và sáng. Vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Với khu vực Nam Bộ, trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là từ 31 cho tới 34 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi trên 35 độ, nắng nóng xảy ra cục bộ. Trên biển, trong ngày mai, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Từ đêm mai, gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Từ đêm mai, gió giảm dần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!